chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tàu chiến Mỹ tràn đến Thái Bình Dương vây Trung Quốc ở Biển Đông. Vào hôm 23 tháng 10 năm 2020, Hoa Kỳ thông báo đã gửi các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Mỹ đến vùng Thái Bình Dương để chống lại các hoạt động gây mất ổn định của Trung Quốc tại vùng đánh cá đang có tranh chấp ở Biển Đông. Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Robert O'Brien cáo buộc Bắc Kinh đánh bắt cá trái phép và sách nhiễu các tàu cá của những nước láng giềng, đồng thời thông báo là lực lượng tuần duyên đang kiểm tra và triển khai các tàu tuần tra nhanh đến khu vực Tây Thái Bình Dương. Đây là hình ảnh tàu chiến Mỹ xuất hiện ở Biển Đông. Ông O'Brien nói rõ là các tàu tuần tra lớp Sentinel sẽ được thực nghiệm bảo vệ an ninh hàng hải, nhất là hỗ trợ cho các ngư dân có việc cộng tác với các đối tác trong khu vực mà khả năng giám sát biển còn hạn chế. Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cho biết thêm là lực lượng tuần duyên Mỹ trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ dự trù sẽ đặt thường xuyên các tàu tuần tra này tại vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ, vùng Nam Thái Bình Dương. Washington cũng thường xuyên tố cáo Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế khi điều động các chiến hạm để hộ tống những tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động tại các ngư trường của các nước khác. Vào hồi tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã lên án những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, cáo buộc Hải quân Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam, quấy nhiễu các hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia và hộ tống các tàu cá của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Vào tháng 9 năm 2020, Jakarta đã phản đối một vụ tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Trong khi đó, vào thời gian vừa qua, Philippines và Nhật Bản đã nhấn mạnh các quốc gia phải ngưng mọi hoạt động có thể gây căng thẳng thêm ở Biển Đông. Trong một cuộc họp trực tuyến, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines và đồng nhiệm Nhật Bản cũng đã nêu bật tầm quan trọng của tự do hàng hải tại các vùng tranh chấp ở Biển Đông. Và tại Biển Đông, thông tin cũng cho biết Mỹ vẫn sẽ cứng rắn với Trung Quốc dù tân Tổng thống là Biden hay Donald Trump. Đây là hình ảnh ông Donald Trump và Biden đã kết thúc buổi tranh luận lần cuối vào hôm 23 tháng 10, gần 2 tuần trước ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020, cường quốc lớn nhất hành tinh sẽ bầu ra một lãnh đạo mới. Kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 sẽ có ý nghĩa rất lớn với địa chính trị thế giới. Một trong những vấn đề quan trọng mà chính quyền của Biden hay Donald Trump nhiệm kỳ 2 phải xem xét là chính sách của Mỹ đối với châu Á và Trung Quốc, với một trong những vấn đề nổi cộm là Biển Đông. Đây là một chuyển biến đã có từ thời chính quyền Obama với chiến lược xoay trục sang châu Á, như với việc Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh vào chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương. Chính sách đối ngoại của Mỹ như đã chuyển trọng tâm từ Trung Đông để quay sang tập trung vào châu Á. Vấn đề mà nhiều nhà quan sát ghi nhận lại trong suốt thời kỳ tiền bầu cử tại Mỹ do việc thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc là một chủ đề ăn khách, chính quyền của ứng cử viên Donald Trump đã có những động thái quyết liệt, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông, trong lúc đối thủ của ông là Biden cũng không thể để lộ vẻ thua kém gì. Câu hỏi đặt ra là một khi bầu cử xong, cơn sốt chống Trung Quốc lắng xuống, thì chính sách châu Á của Mỹ và nhất là chính sách Biển Đông sẽ ra sao? Chính sách Biển Đông của Mỹ sẽ không thay đổi lớn. Đây là hình ảnh siêu hàng không mẫu hạm Mỹ Theodore Roosevelt đến thăm cả Đà Nẵng, Việt Nam vào hồi tháng 3 năm 2020. Theo giới quan sát, về đại thể chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương và chính sách Biển Đông mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phác họa sẽ được duy trì và tân chủ Nhà Trắng cũng sẽ phải đưa ra vô số quyết định quan trọng về cách dấn thân sâu hơn vào châu Á và quản lý căng thẳng với Trung Quốc. Trong bài phân tích mang tựa đề Biển Đông và Tổng thống sắp tới của nước Mỹ, tờ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng đăng vào ngày 20 tháng 10 năm 2020 trên trang mạng Policy Forum của Hội Chính sách Châu Á-Thái Bình Dương tại Úc. Chuyên gia Indonesia cho rằng bất kể là ai thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống mới đây ở Hoa Kỳ, chính sách Biển Đông của Mỹ sẽ không có thay đổi lớn mà vẫn tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc như hiện nay. Lý do rất đơn giản, kinh tế châu Á đang ngày càng quan trọng hơn đối với thế giới và nhiều học giả đã tuyên bố thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á. Đối với Mỹ, việc tập trung chính sách đối ngoại nhiều hơn vào vùng châu Á chắc chắn sẽ có lợi cả về mặt chiến lược lẫn kinh tế. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng làm thì khó hơn. Trong vài năm gần đây, thế giới đã chứng kiến quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Và với cuộc chiến thương mại và căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông, nhiều nhà phân tích cho rằng một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc tất yếu sẽ nổ ra. Cũng theo chuyên gia Indonesia, một trong những xung đột chính ở khu vực châu Á vẫn là tranh chấp trên Biển Đông. Đây là hình ảnh hai tàu hải giám Trung Quốc uy hiếp sau đó đâm chìm tàu cá Việt Nam vào hồi tháng 4 năm 2020, đã được Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng phản đối. Dù không phải là một bên tranh chấp, nhưng Mỹ đã dấn thân rất nhiều với mục tiêu là đảm bảo quyền tự do hàng hải. Trong mấy năm gần đây, dưới thời của chính quyền Donald Trump, Hoa Kỳ đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Biển Đông và Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã đưa ra một tuyên bố chính thức mạnh mẽ ủng hộ các quốc gia ở Đông Nam Á có tranh chấp. Câu hỏi thường được nêu lên là sau bầu cử, Washington vẫn sẽ có giữ chính sách cứng rắn đó ở Biển Đông hay là sẽ giảm bớt sự hiện diện trong khu vực tranh chấp. Khi xem xét phát biểu của hai ứng viên Biden và Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống, cũng như phân tích lợi ích của nước Mỹ trong khu vực, câu trả lời trước mắt là sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông khó có thể thu hẹp lại. Cả Biden lẫn Donald Trump có khả năng sẽ tiếp tục coi châu Á và Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong thời gian vận động tranh cử vừa qua, cả Trump lẫn Biden đều tố cáo lẫn nhau là đã có lập trường mềm yếu trước Trung Quốc. Điều này cho thấy tầm quan trọng trong tương lai của vấn đề Trung Quốc, bất kể là ai lên nắm quyền ở Washington. Và Biden vẫn xem Tập Cận Bình là một kẻ côn đồ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông. Về phần Biden, ông đã không ngần ngại gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một tên côn đồ và đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc. Dù không đề cập cụ thể đến tranh chấp ở Biển Đông, tham luận gần đây của ông trên tạp chí Mỹ Upfly vẫn nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông đã có một chính sách nhất quán ở Biển Đông với việc nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực tranh chấp vẫn đang diễn ra tiếp diễn. Cùng với các chính sách của hai ứng cử viên Tổng thống, chỉ cần nhìn vào toàn cảnh địa chính trị thì hiểu được vì sao chính sách của Mỹ sẽ không thay đổi. Mặc dù không phải là một bên tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp, nhưng Hoa Kỳ có lợi ích rất đáng kể trong việc đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, một trong những tuyến giao thông thương mại quan trọng nhất của thế giới. Hơn nữa, một sự dấn thân bền vững của cuộc tranh chấp có thể giúp Hoa Kỳ có thêm ảnh hưởng và tính chính đáng ở Đông Nam Á để bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Tóm lại, dù Biden hay Donald Trump thắng cử, sự dấn thân của Mỹ và Biển Đông sẽ không có khả năng giảm sút, với hệ quả là quan hệ giữa siêu cường thế giới và một Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong thời gian tới. Chiến lược an ninh quốc gia của Biden giống Trump hơn là Obama. Đây là hình ảnh ứng cử viên Tổng thống Mỹ Biden. Cùng với một quan điểm với nhà nghiên cứu Indonesia, chuyên gia Úc cũng cho rằng dù ông Trump ở lại Nhà Trắng hay nhường chỗ lại cho ông Biden, chiến lược mang tính tiến công của Mỹ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương vẫn sẽ được thúc đẩy. Điểm khác biệt chỉ liên quan đến các thách thức và quy mô mà thôi. Trong bài phân tích đăng trên trang mạng The Strategy của Viện Nghiên cứu ASP của Úc, ông Lohmann đã nêu ra bật một số thành công ban đầu của chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề ra. Đó là việc quân đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được triển khai trong vùng, trong khi Washington đã duy trì các liên minh của Mỹ trong toàn khu vực cũng như cam kết ngoại giao đối với Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Mỹ còn thúc đẩy nhiều sáng kiến ngoại giao mới ở những nơi như Biển Đông và sông Mekong. Tính chất nhất quán của chính quyền Trump trong việc thực hiện chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương đã có tác dụng lôi cuốn các nước khác cũng đề ra những chiến lược tương tự, chẳng hạn như trường hợp của chính quyền Đức. Về phía đối thủ của ông Trump là cựu Phó Tổng thống Biden, chính sách châu Á mà ông gợi lên trong thời gian vận động tranh cử không khác gì mấy so với chính sách châu Á truyền thống của Mỹ, ngoài việc sửa chữa những thiệt hại mà ông cho là Tổng thống Trump đã gây nên. Và điều lý thú mà Lohmann đã ghi nhận là chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Biden nếu ông đắc cử sẽ giống với tài liệu vào năm 2017 của chính quyền Trump hơn là bất kỳ thứ gì từng được đưa ra dưới thời chính quyền của Barack Obama. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 với bản tin Tàu chiến Mỹ tràn đến Thái Bình Dương vây Trung Quốc ở Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de